Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Liệu rằng anh em có biết tại cùng độ tuổi, Vũ Hạo và Long Tiêu Dao đều có những lợi thế riêng, rất khó để xác định rõ ràng ai mạnh hơn. Dưới đây chính là phân tích từ nhiều khía cạnh. Đầu tiên, so sánh về vũ hồn. Vũ Hạo sở hữu 3 vũ hồn chính là Linh Mâu. Linh Mâu chính là vũ hồn bản thể biến dị từ Tà Mô Bạch Hổ, là một trong những vũ hồn biến dị thuộc hệ tinh thần hiếm gặp nhất, cũng là vũ hồn tinh thần thuần túy nhất. Linh Mâu có khả năng gia tăng sức mạnh tinh thần, cảnh báo sớm và hỗ trợ mạnh mẽ. Nó có thể tiến hóa sau khi thức tỉnh. Khi mà tiến hóa lên cấp vàng kim, khả năng khống chế và tấn công tinh thần của Linh Mâu trở nên cực kỳ mạnh mẽ, trở thành vua của các vũ hồn bản thể. Băng Bích Đế Hoàng Hà chính là vũ hồn được Thiên Mộng Băng Tầm ban cho Vũ Hạo. Băng Bích Đế Hoàng Hà chính là một trong 10 hung thú hàng đầu, xếp hạng thứ 7, có sức mạnh vượt trội, thuộc tính băng đạt tới cực hạn của băng. Sau đó Tuyết Đế trở thành hồn linh của Vũ Hạo, khiến thuộc tính của Băng Bích Đế Hoàng Hà nâng lên cực hạn băng tuyết, gần đạt đến độ không tuyệt đối, trở thành vua của vũ hồn hệ băng hàng đầu, gần như không có hồn sơ cùng cảnh giới nào có thể so sánh. Tử Linh Thánh Pháp Thần chính là vũ hồn kỳ dị do Y La Khắc Tư ban cho Vũ Hạo. Nó không thể tích lũy hồn hoàn, chỉ có một hồn hoàn màu xám. Khả năng của nó chính là ma pháp vong linh của Y La Khắc Tư, có thể thanh lọc vạn vật là khắc tinh của tà hồn sư, và còn có thể điều khiển nửa vị diện vong linh, nơi mà Vũ Hạo có thể điều khiển các vong linh. Đây chính là một vũ hồn đặc biệt có sức mạnh rất đáng gờm. Về phía Long Tiêu Dao, vũ hồn của Long Tiêu Dao là Hắc Ám Thánh Long, là cường giả cấp cực hạn đấu la hệ cường công với danh hiệu là Long Hoàng, là hắc long trong Hắc Bạch Song Thánh Long, đứng đầu Thánh Linh Giáo, là một trong những cường giả hàng đầu của đại lục. Vũ hồn Hắc Ám Thánh Long có sức tấn công rất là mạnh, và Long Tiêu Dao nhờ đó trở thành cường giả ngang hàng với Mục Ân, có sức mạnh phi thường. Nhìn chung xét về vũ hồn, Vũ Hạo có sự đa dạng về loại vũ hồn, bao gồm vũ hồn tinh thần, vũ hồn thuộc tính băng cực hạn và vũ hồn ma pháp phong linh đặc biệt. Mỗi loại đều có những ưu điểm nổi bật riêng. Vũ hồn Hắc Ám Thánh Long của Long Tiêu Dao thì xuất sắc trong việc tấn công mạnh mẽ. Nếu so sánh về chất lượng và tiềm năng của vũ hồn, có thể nói vũ hồn của Vũ Hạo có phần ưu thế hơn. Tuy nhiên, Long Tiêu Dao có kinh nghiệm dày dặn và tu vi cao thâm, giúp ông phát huy tối đa sức mạnh của vũ hồn. Thứ hai, cấp độ hồn lực. Vũ Hạo trong các giai đoạn khác nhau của tiểu thuyết, hồn lực của Vũ Hạo không ngừng gia tăng. Từ lúc nhập học tại Sử Lai Khắc với sức mạnh yếu ớt, trải qua nhiều cơ hội và thử thách, Vũ Hạo liên tục đột phá trở thành nhất cấp thần. Sau này bên trong Đường Môn Anh Hùng Truyện, anh được nâng cấp lên thành Chí Cao Thần. Tuy nhiên, ở cùng độ tuổi so với Long Tiêu Dao, cấp độ hồn lực của Vũ Hạo vẫn còn khoảng cách lớn. Về phía Long Tiêu Dao, Long Tiêu Dao chỉ là cường giả cấp 99, cực hạn đấu la hệ cường công. Về phần cấp độ hồn lực, ông đã đạt đến tầng lớp đỉnh cao của đấu la đại lục, sở hữu hồn lực sâu thẳm và sức mạnh vượt trội. Nhiều năm tu luyện và tích lũy giúp ông đạt đến mức độ kiểm soát và vận dụng hồn lực điều luyện. Ở cùng độ tuổi, Long Tiêu Dao vượt trội hơn Vũ Hạo về cấp độ hồn lực. Điều này đồng nghĩa với việc ông có ưu thế rõ ràng về tổng lượng hồn lực, cường độ và độ bền bỉ, có khả năng thi triển các kỹ năng hồn hoàn mạnh mẽ hơn và kiểm soát trận chiến tốt hơn. Thứ ba, kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu. Vũ Hạo đã trải qua nhiều trận chiến và rèn luyện, từ những bài kiểm tra tại Sử Lai Khắc, các trận đấu với đồng học đến những trận chiến sinh tử với các hồn thú mạnh mẽ và kẻ thù như là Tà Hồn Sư, tham gia đại hội đấu hồn toàn đại lục. Vũ Hạo tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, anh giỏi trong việc áp dụng các chiến thuật và chiến lược khác nhau, có khả năng điều chỉnh chiến thuật tùy theo đặc điểm của đối thủ. Đồng thời, dưới sự chỉ dạy của Y La Khắc Tư và sự rèn luyện của bản thân, anh nắm giữ những kỹ thuật ma pháp phong linh độc đáo, cùng với cách sử dụng tinh thần lực lượng tinh tế như là tinh thần xung kích hay là tinh thần tham trác, thường tạo ra những hiệu ứng bất ngờ trong trận chiến. Về phía Long Tiêu Dao, ông là một cường giả lão luyện ngang hàng với Mục Ân. Long Tiêu Dao đã trải qua vô số trận chiến với hàng trăm năm kinh nghiệm chiến đấu. Ông hiểu rõ đặc điểm và phương thức chiến đấu của nhiều loại vũ hồn, kỹ năng chiến đấu điều luyện và tinh tế. Trong những trận đấu với các cường giả cung cấp, ông tích lũy được nhiều chiến thuật đối phó, có khả năng nhạy bén trong việc nhận ra điểm yếu và sơ hở của đối thủ. Rồi nhanh chóng ra đòn chí mạng. Phong cách chiến đấu của ông điềm tĩnh, giả dặn và với hồn lực cao thâm cùng với vũ hồn mạnh mẽ, ông có thể áp đảo đối thủ bằng sức mạnh tuyệt đối. So sánh, Long Tiêu Dao có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và lão luyện hơn, có thể đối phó với nhiều tình huống phức tạp trong trận chiến một cách bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, Vũ Hạo với tư duy linh hoạt và các kỹ năng độc đáo cũng có thể tạo ra cơ hội trong trận chiến. Thứ tư, năng lực và kỹ năng đặc biệt. Vũ Hạo thì sở hữu nhiều hồn linh mạnh mẽ như là Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng. Các hồn linh này không chỉ cung cấp hồn lực mạnh mẽ mà còn ban cho Vũ Hạo những kỹ năng và năng lực đặc biệt. Ví dụ Tuyết Đế với sức mạnh băng tuyết và kỹ năng độc đáo, Băng Đế với các đòn tấn công cực hạn thuộc tính băng, giúp anh có nhiều phương thức tấn công đa dạng và sức bùng nổ mạnh mẽ trong chiến đấu. Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng có nhiều kỹ năng dung hợp vũ hồn mạnh mẽ như là Hoàng Kim Chi Lộ, Thiên Đế Chi Chủy, Tâm Linh Phong Bạo. Những kỹ năng dung hợp này có uy lực lớn, có thể thay đổi cục diện trận chiến trong những thời khắc quan trọng. Truyền thừa của Y La Khắc Tư. Nhờ truyền thừa mà pháp phong linh của Y La Khắc Tư, Vũ Hạo có khả năng thanh lọc vạn vật khắc chế Tà Hồn Sư, đồng thời nắm giữ các kỹ năng mà pháp phong linh như là Tử Linh Tịch Diệt Chi Tâm, Tử Linh Tiền Trượng, tạo lợi thế đặc biệt trong chiến trận.
Về phía Long Tiểu Giao, khả năng điều khiển hồn lực mạnh mẽ chính là một cường giả cấp cực hạn đấu la. Long Tiểu Giao có khả năng điều khiển hồn lực cực kỳ tinh vi, có thể điều chỉnh chính xác lượng hồn lực sử dụng, khiến mỗi một phần hồn lực đều phát huy tối đa hiệu quả. Long Hoàng Chân Thân. Long Tiêu Dao có thể thi triển Long Hoàng Chân Thân, gia tăng sức mạnh của bản thân rất lớn. Trong trạng thái này, sức tấn công, phòng thủ, tốc độ và các thuộc tính khác đều được nâng cao đáng kể, mang lại sức mạnh và uy lực kinh hoàng. Kỹ năng thuộc tính hắc ám. Long Tiêu Dao sở hữu một loạt các kỹ năng thuộc tính hắc ám mạnh mẽ như là hắc ám tập kích, hắc ám thánh tử hay là thánh long khí tức. Những kỹ năng này không chỉ có sức tấn công mạnh mẽ mà còn có thể kèm theo các hiệu ứng tiêu cực như là làm suy yếu thuộc tính của đối thủ, can thiệp vào tinh thần của đối thủ, khiến đối phương gặp rất nhiều khó khăn trong chiến đấu. Về năng lực và kỹ năng đặc biệt, Vũ Hạo có những khả năng đa dạng và độc đáo hơn. Với hồn linh, kỹ năng dung hợp vũ hồn và truyền thừa của La Khắc Tư mang lại cho anh nhiều phương tiện chiến đấu phong phú. Trong khi đó, Long Tiêu Dao nhờ sức mạnh của cực hạn đấu la và vũ hồn mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh vượt trội trong việc điều khiển hồn lực và kỹ năng bản thân. Thứ năm, tâm lý chiến đấu. Vũ Hạo từ nhỏ đã trải qua nhiều gian khổ và thử thách, bao gồm những biến cố trong gia đình, sự cạnh tranh và thách thức ở trong học viện. Điều này giúp anh rèn luyện tâm lý rất là tốt. Khi mà đối mặt với hồn thú mạnh mẽ và tình huống nguy hiểm, Vũ Hạo có thể giữ bình tĩnh và điềm đạm, không dễ bị nỗi sợ hãi và áp lực ảnh hưởng. Ví dụ khi mà đối mặt với các cuộc tấn công của nhiều hồn thú mạnh, anh vẫn có thể suy nghĩ và đưa ra chiến lược ứng phó hợp lý. Trong trận chiến với tà hồn sư, anh cũng có thể giữ vững niềm tin, không bị ảnh hưởng bởi khí tức tá của đối phương. Tâm lý mạnh mẽ này giúp Vũ Hạo có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình và đưa ra quyết định chính xác trong trận chiến. Về phía Long Tiêu Dao chính là một cường giả đã trải qua hàng thế kỷ và vô số trận chiến. Long Tiêu Dao cũng có tâm lý rất là ổn định. Ông có thể giữ bình tĩnh và lạnh lùng khi mà đối mặt với nhiều nguy hiểm khó khăn, không dễ dàng bị hoảng loạn bởi những biến đổi ở trong tình hình chiến đấu. Tuy nhiên, do tuổi tác và kinh nghiệm, ông có thể thiếu đi sự sáng tạo trong tư duy và sự linh hoạt trong việc đối phó với những tình huống bất ngờ so với Vũ Hạo. Tóm lại, ở cùng độ tuổi, Vũ Hạo và Long Tiêu Dao có những thế mạnh riêng. Long Tiêu Dao chiếm ưu thế về cấp độ hồn lực và kinh nghiệm chiến đấu. Với vũ hồn và kỹ năng vô cùng mạnh mẽ, Vũ Hạo thì sở hữu vũ hồn độc đáo, khả năng đặc biệt phong phú và tâm lý chiến đấu xuất sắc, có thể đối đầu với những cường giả mạnh mẽ. Nếu hai người đối với nhau, kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như môi trường chiến đấu, trạng thái của hai bên. Thế nhưng nhìn chung ở cùng độ tuổi, Long Tiêu Dao có thể chiếm ưu thế nhờ sức mạnh tổng thể sâu sắc. Thế nhưng tiềm năng và không gian phát triển của Vũ Hạo là rất lớn, tương lai của anh không thể đoán trước được. Và nếu như hai người cùng cấp độ cùng giao chiến, với việc Vũ Hạo sở hữu 3 cái vũ hồn cộng với đó là vũ hồn cực hạn băng cùng với Y La Khắc Tư, ưu thế của Vũ Hạo sẽ vượt trội hơn Long Tiêu Dao. Mặc dù có thể thua thiệt về cấp độ hồn lực, thế nhưng kỹ năng phong phú và tiềm năng của Vũ Hạo sẽ có thể chiến thắng được Long Tiêu Dao. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.